hướng dẫn chi tiết các bước nên tuân thủ trong quá trình mở cửa trở lại, trong đó đề ra lộ trình mở cửa theo cách an toàn với các trường học, nhà hàng hay nơi giữ trẻ. Giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, chúng tôi luôn nhấn mạnh sự nghiêm trọng và nguy hiểm chết người của dịch bệnh, nhưng cùng lúc chúng tôi cũng muốn kinh tế phục hồi càng nhiều.